Vào 12 giờ đêm ngày 9 tháng 3 vừa qua, kênh YouTube của MCK bất ngờ đăng tải video mang tên Vụ nổ lớn không quan trọng, cùng với sự góp mặt của Justati, Tej, Trung Trần, Origin và Bóng Hồng Phương Ly. Chỉ trong vài phút đăng tải, MV này đã trở thành một hiện tượng gây bão cộng đồng mạng. Không quảng bá, không trailer hay bất cứ dấu vết nào trước đó, Vụ nổ lớn đã thực sự nổ tung giới trẻ bằng chính sức hút của nó. Vậy, video này có gì? Đầu tiên ta phải nhắc đến bản hit mọi thời đại của Big Bang, Haru Haru. Đây được cho là ca khúc đánh dấu mốc cho sự thành công của nhóm nhạc huyền thoại này trên thị trường K-pop lẫn quốc tế. Nếu bạn là một fan hâm mộ của làn sóng Hallyu, chắc chắn bạn đã từng nghe qua con số 3434 quen thuộc trên ITV, một kênh âm nhạc từng làm mưa làm gió giới trẻ khoảng 10 năm về trước. Bên cạnh âm nhạc, sự thành công của Haru Haru còn đến từ câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc được thể hiện bởi chính 5 thành viên của Big Bang cùng với nữ chính Park Min Young. Các cảnh trong MV như G-Dragon chạy đến bệnh viện hay màn trao nhẫn của T.O.P được đánh giá là phân đoạn mang tính iconic mà fan K-pop nào cũng biết đến. Dựa trên ca khúc Haru Haru, không quan trọng là bản parody lại được thực hiện bởi MCK cùng các anh em trong nghề. Tuy nhiên, không hề hài hước và làm lố như những phiên bản parody trước đây, ca khúc này của MCK được làm mới một phần dựa trên ca khúc sẵn có, cùng với độ đầu tư đầy chỉn chu và chuyên nghiệp được bảo chứng bởi Phương Vũ và team Anti-Atiat. Với sự phân vai rõ ràng, MCK trong vai G-Dragon, Justati trong vai Taeyang, Tej trong vai T.O.P, Trung Trần trong vai Daesung và Origin trong vai Seungri và Phương Ly trong vai Park Min Young, không quan trọng đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và nhiệt tình chia sẻ, bàn luận trên mạng xã hội. Chỉ tính riêng sau 24 giờ đăng tải, không quan trọng đã nhận về hơn 1,6 triệu view trên YouTube, đứng vị trí số 5 trong top thịnh hành tại Việt Nam. Không những thế, những từ khóa liên quan như MCK, vụ nổ lớn không quan trọng hay Big Bang Việt Nam đều lọt top tìm kiếm thịnh hành trên Google, TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác. Rõ ràng là thành công của phiên bản Việt hóa này một phần đến từ sức ảnh hưởng trước đó của phiên bản gốc, đồng thời cho thấy cơn sốt parody của các MV K-pop chưa từng dập tắt trong mắt giới trẻ. Trào lưu parody và thành công của xu hướng này. Parody là một thể loại nhái các nội dung sẵn có dưới hình thức có phần châm biếm, giễu nhại, hài hước. Bắt nguồn từ Mỹ, parody dần có sức ảnh hưởng của riêng mình và xây dựng được cộng đồng người hâm mộ nhất định, trong đó có series phim kinh dị, hài hước đình đám như là Scary Movie, được yêu thích trên toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở việc parody một tác phẩm điện ảnh, MV ca nhạc, hình thức này còn có thể sáng tạo nhiều hơn ở việc thay đổi lời bài hát, bắt chước theo phong cách của một ai đó hay các show truyền hình nổi tiếng. Yếu tố đầu tiên giúp parody thành công đến vậy là nhờ sức ảnh hưởng đến từ phiên bản gốc. Giống như trường hợp không quan trọng được lấy cảm hứng từ Haru Haru, Scary Movie dựa trên các bộ phim kinh dị kinh điển của điện ảnh thế giới, hay đơn giản là những video được sáng tạo dựa trên các tác phẩm văn học Việt Nam của 1977 Vlog. Sự quen thuộc đã dễ dàng tiếp cận khán giả và nhận về nhiều quan tâm từ người hâm mộ. Yếu tố tiếp theo thêm thắt gia vị cho một parody chính là sự mới lạ mà các nhà sáng tạo nội dung có thể đem đến cho video của họ. Hậu Hoàng chính là một trong những YouTuber Việt Nam theo đuổi thành công tuyến nội dung này, trở thành cái tên được đông đảo khán giả đón chờ mỗi lần ra sản phẩm mới. Dựa trên các ca khúc đã nổi tiếng sẵn có, Hậu Hoàng đầu tư vào nội dung, bối cảnh, trang phục, thậm chí là về cả vũ đạo và ca từ, mang đến một phiên bản bình cũ rượu mới đầy trendy tiếp cận giới trẻ. Ngoài ra, parody còn có cho mình sức thành công cũng nhờ sự hài hước, châm biếm mà nó mang lại. Rõ ràng nếu nhìn vào Táo Quân, bạn có thể thấy các ca khúc trong show đều được chế lại từ những ca khúc nổi tiếng trước đó, nhưng với phần nội dung đầy tính tự sự về những vấn đề trong xã hội. Nào là lụt từ ngã tư đường phố của Táo thoát nước. Nhờ trời cứ mưa chạt ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt. Khi lúc tan tầm, người và xe nối nhau bơi trên đường. Một năm kinh tế buồn với vô vàn câu chuyện tài chính, khiến ai cũng hoang mang style hay quyền câu like, quyền dạy đời ai được nhắc khéo léo trong Thật Bất Ngờ. Tất cả các ca khúc này đều nhắc đến vấn đề nhức nhối và tiêu cực trong xã hội, nhưng dưới dạng hài hước, vui vẻ hơn, làm nhẹ đi sức nặng của câu chuyện và dễ dàng chạm đến mọi khán giả. Sáng tạo thế nào cùng parody? Tận dụng tiềm năng từ những xu hướng parody có thể mang lại, các thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung cũng có thể phát triển ngách này dưới nhiều hình thức khác nhau. Parody âm nhạc. Đây là một trong những hình thức phổ biến nhất và được giới trẻ Việt hưởng ứng nhiều năm qua. Thời gian đầu, parody âm nhạc thường được thu hút dưới dạng chế lại lời bài hát của các ca khúc K-pop Gen 2. Lâu dần thì hình thức này được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp hơn về cả mặt hình ảnh, âm thanh và ý nghĩa ca từ, không còn sáo rỗng như thuở đầu. Bạn có thể tham khảo Hậu Hoàng, Đỗ Duy Nam, BB Trần.
parody phim ngắn dựa trên các tựa phim nổi tiếng. Parody phim ngắn là sự lựa chọn được nhiều nhà sáng tạo nội dung phát triển vào các dịp cuối năm hoặc trước hiệu ứng tích cực của một bộ phim đang phát sóng nào đó. Đầu tư kỹ càng về mặt hình ảnh, trang phục, diễn viên và nội dung, bạn có thể tham khảo những cái tên quen thuộc như Jam TV hay là Huỳnh Lập. Parody lồng tiếng. Hình thức này đơn giản chính là diễn lại những câu nói quen thuộc trong các bộ phim nổi tiếng, đơn cử như là hình tượng tổng tài của TikToker Hà Trung của VNCAC đang theo đuổi. Tuyến nội dung này thường xuyên gây sốt trên TikTok và được nhiều bạn trẻ nhiệt tình sử dụng. Mặc dù vậy, parody vẫn là một con dao hai lưỡi khi ranh giới giữa một phiên bản duyên dáng, khéo léo và phiên bản châm biếm, quá lố, nhạy cảm đều rất mong manh. Chính vì thế khi phát triển tuyến nội dung này, các thương hiệu lẫn nhà sáng tạo cần chú ý để không nhận về những tranh cãi không đáng có, dẫn đến hiệu ứng ngược làm ảnh hưởng đến hình ảnh và tên tuổi xây dựng nhiều năm qua.